Xin chào các bạn. Với một số người, kiểu dáng thường không quan trọng bằng chất lượng của sản phẩm. Dòng Elitebook của HP là một dòng laptop nhắm đến đối tượng này, chất lượng và độ bền hàng đầu của dòng laptop hiện nay. Với Elitebook 8470P, bạn sẽ có được một chiếc máy hiệu năng tốt, thiết kế hoàn thiện và một mức giá rất phải chăng. Thực tế, có thể coi Elitebook 8470P là người em song sinh của 8460P, chiếc laptop mới chỉ thay đổi bộ ruột bên trong, vẫn giữ nguyên thiết kế vốn đã rất hoàn thiện từ người đi trước. Với chất liệu vỏ bằng hợp kim nhôm màu sáng, các cạnh được làm vuông vắn, bản lề màn hình bằng thép được gia cố và có khả năng mở rộng lên tới 180 độ. Mặt lưng logo HP mạ chrome bóng loáng tạo điểm nhấn, máy đem lại cảm giác cực kỳ vững chãi, sang trọng. Cũng dễ hiểu vì thời điểm mới ra mắt, máy thuộc phân khúc cao cấp nên được hãng sản xuất ưu ái trang bị những tinh hoa của mình thời điểm đó. Với các số đo 3,3, 23,11, 33,78 và cân nặng khoảng 2,4kg khá là to lớn với một chiếc máy có màn hình 14 inch. Máy được trang bị đủ cổng kết nối phục vụ nhu cầu của người sử dụng. Bên cạnh trái máy là cổng sạc, cổng FireWire, hai cổng USB 3.0, khe cắm thẻ SD, khe thẻ EC và ổ DVD. Cạnh phải máy được trang bị jack audio, cổng eSATA, một cổng USB 2.0 có thể sạc cho các thiết bị cầm tay kể cả khi tắt máy, một cổng DisplayPort, khe tản nhiệt và cuối cùng là khe khóa Kensington. Mặt sau máy là cổng LINE-IN, cổng VGA OUT và cổng mạng LAN. Mặt trước có các đèn báo trạng thái và chốt mở màn hình. Dưới đáy máy là lưỡi mở khóa pin, khe docking mở rộng đặc trưng của các dòng máy doanh nhân và lưỡi gạt mở nắp nâng. Khi mở ra, ta có thể thực hiện nâng cấp, vệ sinh toàn bộ máy rất dễ dàng và nhanh chóng. HP 8470P được trang bị màn 14 inch, độ phân giải HD được phủ nhám chống chói. Màn hình này cho độ sáng tốt, tuy nhiên màu sắc khá nhợt nhạt và góc nhìn chưa thực sự tốt. Bù lại, màn hình là dạng nhám nên dùng lâu không bị mỏi mắt. Máy cũng có tùy chọn màn hình HD cộng với độ phân giải 1600x900 sắc nét và trung thực hơn nhưng khá hiếm. Nếu cần xuất ra màn hình ngoài, máy có một thứ hơi bất tiện là thiếu kết nối HDMI mà chỉ được trang bị cổng DisplayPort vốn không phổ biến tại Việt Nam. Khi cần trình chiếu nội dung độ phân giải cao, bạn sẽ phải mua thêm một cáp chuyển đổi tín hiệu mới có thể dùng được với các màn hình có HDMI. Lo ngoài của máy được đặt phía dưới nên âm lượng bị cản khá nhiều, chỉ đủ nghe trong phòng diện tích nhỏ. Có thể vì là dòng doanh nhân nên thiên về công việc, nhà sản xuất không chú trọng vào các tính năng nghe nhìn của máy. Webcam của máy cho hình ảnh khá sáng và mượt, đạt độ phân giải 720p, không có hiện tượng giật hình, thoải mái cho người dùng Skype, Facebook hay các dịch vụ video call. Tương tự bàn phím trên Elitebook 8460P, bàn phím của Elitebook 8470P vẫn là dạng chích LED, dễ bấm, độ nảy tốt và không bị hiện tượng dính phím. Tuy nhiên, vẫn có nhược điểm là hành trình phím chưa được sâu, bấm chưa đã và đặc biệt là phím điều hướng rất không hợp lý, quá nhỏ và khó thao tác. Cuối cùng là việc thiếu đèn nền lại là một điểm trừ trên bàn phím này khi khó có thể thao tác trong điều kiện thiếu sáng. Trái với bàn phím, touchpad của máy không có gì để chê, diện tích rộng, nhạy và nhanh. Khi cài Braverton sẽ hỗ trợ các thao tác chạm rất nhanh. Phía trên góc trái còn có một chấm nhỏ để tắt bật nhanh bằng cách double tap vào đó, một thiết kế rất thông minh của HP. Được trang bị con chip thế hệ 3 của Intel, giúp lượng RAM 4GB có thể nâng cấp tối đa 16GB, máy hoạt động rất mát và mượt. Cần lưu ý là máy có hai phiên bản VGA tích hợp Intel HD Graphics 4000 cho hiện năng đủ dùng với nhu cầu văn phòng, lướt web và chơi một số game online ở thiết lập trung bình khá. Kể cả với các phần mềm đồ họa nhẹ, máy cũng có thể cân tốt. Nếu bạn cần chơi game hay có nhu cầu về đồ họa cao hơn, bạn có thể chọn phiên bản VGA rời AMD Radeon HD 7570M. Với GPU này, bạn có thể chơi tốt các game online phổ biến ở thiết lập đồ họa cao nhất. Các phần mềm đồ họa, chỉnh sửa ảnh cũng cho kết quả chụp hình mượt mà hơn khá nhiều. Khi tải nặng, máy chỉ bị nóng lên đôi chút ở phần chiếu nghỉ tay và bên khe tản nhiệt. HP 8470P được trang bị con chip i5 khá mạnh. Pin 6 cell của máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản trong khoảng 2 đến 2,5 giờ đồng hồ. Theo chúng tôi đánh giá, đây là một thời lượng pin khá, nhất là khi máy đã qua sử dụng. Bạn có thể chọn thay thế pin máy bằng một viên pin 9 cell để tăng thời gian sử dụng thêm khoảng 1 đến 1,5 giờ nữa. Với HP Elitebook 8470P, bạn có được một bàn phím tốt, touchpad gần như hoàn hảo, vỏ ngoài kim loại chắc chắn, thiết kế thông minh, tiện dụng. Dĩ nhiên, ngoại trừ chi tiết hoa cùi và chút tiết muối thì bàn phím không có đèn nền. Nhưng nhìn chung, HP Elitebook 8470P mang đầy đủ phẩm chất của một chiếc Elitebook, cứng cáp, mạnh mẽ, nhất là hiệu năng, giá thành vào thời điểm này là cực tốt. Hãy đến với TCC để trải nghiệm và dứt em nó về nhé!
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm mời các bạn tham khảo tại website của chúng tôi laptoptcc.com. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc cần giải đáp mời các bạn inbox cho chúng tôi tại fanpage laptoptcc để nhận được phản hồi sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.